Hello, hi, chào mừng các bạn quay trở lại kênh TT. Trong video này mình sẽ review một chú voi. Ôi, rất là dễ thương luôn. Đùa đấy, không phải chú voi này thực ra là mình đã review trên YouTube mình rồi. Đấy, khi bấm công tắc thì cái tai của chú voi sẽ cụp lại và vẫy. Đấy, anh em thể xem lại video trước nhá. Trong video này mình sẽ review sản phẩm tương tự như thế, mài hơn. Đấy, cái trò này thì nghịch, rất là vui, các bé sẽ rất là thích. Ok. Đây anh em, sản phẩm là bé găn đầu tiên của tôi, gấu bông ơ bo hồng 186.300. Nói chung là trải nghiệm dù gần dịch mà sống nước ngoài thì là giờ đa. Đó, sản phẩm này thì mình thấy nó hay hơn chú voi kia, vì nó sẽ cầm cái tờ giấy và nó sẽ che mặt, để sẽ giúp các bé gọi là cười rất là tươi. Sản phẩm này nó như thế nào mà đắt vãi chưởng vậy, 200.000. Đấy, gấu bia đây nghe. Đó, bia này, đây là cái khăn. Đấy, và nó hoạt động như nào, đây là cái kiểu cái khăn mặt đây nghe. Chú gấu sẽ cầm khăn mặt và sẽ kéo lên. Đấy, ú à các bé. Đấy, các bé sẽ rất là thích. Đấy, mặt gấu ơi, nhìn hình sự vẫy nồi luôn, chả dễ thương cái gì cả. Đấy, và gấu bông này nhìn chất liệu nó cũng nào nhỉ, không phải loại đắt tiền cho lắm, có vẻ là không xịn sò. Hình như bấm đúng không, cũng giống chú voi kia, bấm một chân để kích hoạt để bật đấy. Đấy, và chú gấu bông này thì rất là đơn giản luôn, kích thước khoảng 20 cm, và nói chung là sờ thì cũng phê. Đây khăn mặt này. Đấy, vẩy lên. Đấy, nó hoạt động như nào thì lắp pin và test thử luôn. Gấu bông thì chắc không cần phải review nhiều anh em nhỉ. Em mua sao phải là mình để lấy mua dưới video nhá. À, ủa, biết này. Biết này, à, chúng ta sẽ như này. Đấy, như này. Đấy, ủa. Thế này họ vặn sẵn ra rồi à. Đây, chỗ này thì chính là chỗ để chúng ta lắp pin. Có công tắc ở dưới luôn này. Hình như đây là 3 viên pin rồi, 4 pin vãi nồi. 3 viên pin, 3 viên pin 2A như nghe, pin to á. Nhìn tiểu. Bật lên. À, che mặt. Vui phết. Thế rồi. Nói cái gì vậy? Đó, ok, thì mình kết nhất là cái tiếng cười ở đó. Đây. Rồi, lại cười giòn vãi nồi luôn. Cười hay vãi. Hết rồi. Và có vẻ như là pin hơi yếu nên kiểu nó nói hơi nhỏ anh em ạ. Đấy, ok thì đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Trò này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thực ra là cái tay nó cử động. Đấy, đơn giản quá, đơn giản vãi nồi luôn mà 200.000. Đó. Đấy, cái trò này đang rất là hot nhá. Mình thấy trên Facebook rồi. Facebook thấy rất là nhiều người mua nên mình lên Lazada, Shopee search thử xem bán rẻ hơn. Tất nhiên là trên anh em cứ xem nhá, anh em cứ search trên Facebook ấy. Giá kiểu gì nó cũng đắt hơn trên Lazada, Shopee. Không tin thì anh em cứ search thử một sản phẩm bất kỳ mà anh em thấy quảng cáo trên Facebook. Ok. Thì mình thấy hay, nhiều người mua thì mình mua về thì review cho anh em xem. Đấy, sản phẩm gấu. Wow, cho các bé. Ok, link mua sản phẩm mình sẽ để dưới video này nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm gấu. Wow, anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhá. Anh em lưu ý sản phẩm nào comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn video. Bye bye. Wow.